Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ sẽ là phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong chiều ngày 24 tháng 10, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HOSE cho biết, kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh nên hướng đến việc thành lập sàn chứng khoán dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HOSE sẽ hỗ trợ thành phố trong việc định hình, kết nối các thành phần tham gia vào khởi nghiệp, cam kết hỗ trợ hạ tầng và kinh nghiệm, nghiên cứu và đề xuất những cơ chế chính sách liên quan đến khởi nghiệp. Cũng tại buổi làm việc, thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ cho 2.000 dự án khởi nghiệp. Tính đến nay đã có khoảng 200 dự án đầu tư đăng ký được hỗ trợ. Hiện nay, Việt Nam có 1.800 doanh nghiệp khởi nghiệp, hình thành 21 vườn ươm khởi nghiệp, 7 tổ chức tăng tốc khởi nghiệp và 20 không gian làm việc. Đồng thời có hơn 20 quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài đã mở văn phòng tại Việt Nam. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, công ty cổ phần FPT, mã chứng khoán là FPT, vừa công bố báo cáo tài chính về tình hình kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2016. Quý 3 doanh thu của FPT đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ. Trong đó tăng trưởng tốt nhất đến từ khối công nghệ và viễn thông, với lợi nhuận trước thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.468 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lại tăng 5%, đạt 1.744 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS đạt 2.900 đồng một cổ phiếu. FPT đẩy mạnh bán lẻ với 350 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc. 9 tháng đầu năm nay, hoạt động bán lẻ tăng trưởng 32% về doanh thu và 44% về lợi nhuận trước thuế, trong đó thì thương mại điện tử tăng trưởng 97% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank. Tổng số trái phiếu chào bán ra công chúng là 20 triệu trái phiếu với mệnh giá là 100.000 đồng một trái phiếu, tương đương với tổng giá trị chào bán là 2.000 tỷ đồng. Loại chứng khoán chào bán là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, tức ngày 24 tháng 10. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Vietcombank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng. Hiện vốn điều lệ của Vietcombank đang là 26.650 tỷ đồng. Trước đó thì theo quyết định 1521 của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank được phát hành trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 với tổng mệnh giá là 8.000 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, công ty cổ phần Dược Hậu Giang, mã chứng khoán là DHG, vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016. Tính riêng quý 3 năm 2016 thì doanh thu thuần của công ty đạt được 916,7 tỷ đồng, bằng 93% doanh thu đạt được vào quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,4 tỷ đồng, sấp xỉ bằng quý 3 năm ngoái là 164,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt được 2.608 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và thực hiện được 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 470,58 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 69% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu ước đạt là 4.851 đồng. Thưa quý vị, công ty cổ phần vận tải biển Vinaship, mã chứng khoán là VNA, vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 2016 với kết quả kinh doanh kém khả quan. Theo đó thì doanh thu thuần trong kỳ đạt 136,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận âm gần 18 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân thua lỗ là do trong quý 3 bình quân chỉ số BDI dao động quanh mức 720 điểm. Cước vận tải vẫn chưa được cải thiện, hàng hóa khan hiếm, tình trạng nhiều tàu cạnh tranh một đơn hàng rất phổ biến. Với 3 quý kinh doanh liên tiếp thua lỗ, VNA lỗ ròng 9 tháng đầu năm 2016 là 47,36 tỷ đồng. Trước đó thì kết thúc năm 2015, VNA lỗ gần 40 tỷ đồng. Mục tiêu kinh doanh của công ty trong năm nay chỉ là giảm lỗ tối đa và hướng tới mục tiêu cân bằng thu chi. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, công ty cổ phần Vinacquy miền Nam có mã chứng khoán là BAC, vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 2016. Quý 3 vừa qua thì doanh thu thuần đạt 552 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 72% so với quý 3 năm 2015.
Lũy kế 9 tháng đầu năm thì BAC đạt doanh thu thuần là 1.687,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 82 tỷ đồng, tăng trưởng 24%. Theo công ty thì nguyên nhân của mức tăng trưởng này là do doanh thu tăng và công ty đã kiểm soát tốt chi phí. Năm 2016 thì BAC đạt mục tiêu 130 tỷ đồng lợi nhuận. Trong 6 tháng qua, giá của cổ phiếu BAC đạt mức tăng trưởng ấn tượng gần 44%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 10, BAC đóng cửa ở mức giá là 36.000 đồng một cổ phiếu. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Nằm trong chuỗi những biện pháp nhằm khắc phục sự cố do Galaxy Note 7 gây ra, thì hôm 24 tháng 10, đại diện của Samsung cho biết hãng sẽ triển khai một chương trình đổi sản phẩm mới, cho phép những khách hàng tại Hàn Quốc trước đó đã đổi từ Galaxy Note 7 để lấy sản phẩm Galaxy S7, thì nay có thể được nâng cấp lên sản phẩm Galaxy S8 hoặc Note 8 ngay khi những dòng máy này ra mắt trong thời gian tới. Điểm đặc biệt là khách hàng có thể sẽ không mất tiền hay chỉ cần bù một khoản rất nhỏ để sở hữu những chiếc điện thoại này. Đây là một trong những nỗ lực của Samsung nhằm củng cố niềm tin của khách hàng sau sự cố Note 7. Trước đó thì vụ lỗi pin của sản phẩm này đã khiến Samsung phải triệu hồi hơn 2,5 triệu sản phẩm trên toàn cầu. Ước tính thì Samsung đã thiệt hại khoảng 17 tỷ đô la Mỹ sau vụ việc này. Chuyển sang những thông tin trên thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, sắc xanh bao phủ trong phiên giao dịch ngày thứ hai của thị trường chứng khoán Mỹ. Điểm nhấn của thị trường thuộc về chỉ số S&P 500 với mức tăng cao nhất trong 2 tuần qua. Kết thúc phiên giao dịch thì chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,43%, chỉ số S&P 500 tăng hơn 0,47%, còn chỉ số Nasdaq tăng 1%. Có khoảng 5,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay tại các sàn chứng khoán của Mỹ, thấp hơn mức bình quân là 6,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Chỉ số S&P 500 đã có một phiên tăng điểm cao nhất trong 2 tuần qua nhờ những kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp trong lộ tính, cũng như là thông tin thị trường Mỹ sẽ đón nhận nhiều thương vụ mua bán sáp nhập giá trị trong thời gian tới. Theo dự đoán của Reuters, quý 3 này chỉ số S&P 500 dự kiến có thể tăng 1,1% so với quý trước đó, sau 4 quý giảm liên tiếp. Trong số 120 công ty đã công bố báo cáo kinh doanh thì có hơn 78% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Sau báo cáo kết quả kinh doanh khả quan thì cổ phiếu của Microsoft đã tăng 2,2%, còn Apple cũng tăng 0,9%. Nhiều nhà đầu tư của phố Wall đang tỏ ra hoài nghi trước thương vụ mua lại tổ hợp truyền thông Time Warner của công ty viễn thông AT&T do những lo ngại liên quan đến đạo luật chống độc quyền của nước này. Phản ứng trước tâm lý tiêu cực của thị trường thì cổ phiếu của AT&T đã giảm 1,7%, trong đó Time Warner cũng không khá khẩm mấy khi mất hơn 3,1% trong phiên. Ở chiều ngược lại, đối thủ của AT&T là T-Mobile đã có mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 năm 2008 đến nay, đạt 9,5% sau dự báo lượng khách hàng mới của công ty sẽ tăng vào cuối năm nay. Và trả lời báo chí là CEO của T-Mobile đánh giá thỏa thuận giữa AT&T và Time Warner có thể giúp T-Mobile mở rộng thị phần. Chuyển sang những thông tin trên thị trường châu Á thưa quý vị. Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong phiên ngày thứ 3. Số liệu mới nhất tại Hàn Quốc cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này đang chứng kiến sự giảm tốc trong quý 3 do ảnh hưởng từ các tập đoàn lớn. Chốt phiên tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,76%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng nhẹ 0,12%, AS200 của Úc tăng 0,63%, duy chỉ có Kospi của Hàn Quốc giảm hơn 0,5%. Tại Hàn Quốc, theo số liệu của Ngân hàng Trung ương nước này, GDP quý 3 của cả nước chỉ tăng được 2,7%, thấp hơn so với mức 3,3% của quý trước đó. Những thông tin không mấy lạc quan đến từ các tập đoàn lớn trong thời gian qua đã khiến tăng trưởng kinh tế của quốc gia này sụt giảm trong quý thứ 3. Điển hình có thể kể đến vụ đình công của nhân viên hãng xe hơi Hyundai, sự sụp đổ của hãng vận tải tàu biển Hanjin hay gần đây nhất là sự cố Galaxy Note 7 của hãng điện tử Samsung. Tại Nhật Bản, đồng yên tiếp tục suy yếu hơn so với đồng đô la, giao dịch ở mức 104,41 yên đổi 1 đô la Mỹ. Điều này đã hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu lớn của Nhật Bản. Chốt phiên, cổ phiếu của Toyota, Nissan đã tăng 1,33% và Mazda Motor tăng 2,93%. Cổ phiếu của nhà sản xuất game khổng lồ Nintendo tiếp tục có phiên sụt giảm thứ hai liên tiếp với gần 3% sau màn ra mắt được xem là không mấy ấn tượng sản phẩm game mới nhất của hãng này là Switch. Giá dầu trong phiên buổi chiều cũng chứng kiến sự tăng trở lại của giá dầu thô WTI kỳ hạn giao tương lai với mức tăng 0,1%, giao dịch ở mốc 50,57 đô la Mỹ một thùng, bất chấp những lo ngại về dư thừa nguồn cung. Tuy nhiên, giá dầu Brent toàn cầu lại giảm nhẹ 0,08%, giao dịch ở mốc 51,42 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3, phần bình luận chuyên sâu.